撤！quý vị bình tĩnh, trong trời tuyết như thế này. Vâng, đề nghị hai người ra cào tuyết. Trường nói một cái gì đấy với cả Hải. Hồng Sơn đang ở nơi đâu để
mắn. Anh Bác ơi, anh lên đây kìa. Thôi đây. Anh Sơn luôn luôn phong độ. Phải nói rằng là rất là tuyệt vời, thưa các bạn UEFA và thế hệ chúng tôi đã lâu lắm rồi mới được cái cảm xúc khi chứng kiến các bạn thi đấu ở tại Trung Quốc với một cái thời tiết khắc nghiệt như vậy, với một cái trái tim mà các bạn đã thể hiện cùng với người huấn luyện viên Park Hang-seo, và thế hệ chúng tôi phải ghi nhận, cảm phục cũng như là những cái thành tích mà các bạn đã dành cho những người hâm mộ. Tôi xin phép được ngắt lời anh Sơn một chút thôi, bởi vì là anh Bác ơi, tôi chưa thấy loạt penalty nào dàn giữa chừng đã thay người xong rồi lại có cả chia sẻ cảm xúc nữa. Tôi xin lỗi thế này nhá, thưa với đội nghệ sĩ là thay người để đá chứ không phải thay người để phát biểu. Phát biểu đúng không ạ? Mọi người đồng ý không? Thay người để thi đấu không phải thay người để phát biểu. Hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho anh Nguyễn Hồng Sơn. Hồng Sơn. Có phải chuẩn bị thêm bóng không anh Bác? Có. Chuẩn bị cho anh Sơn 8 quả. Anh Sơn lấy đà rất xa. Anh sút ở góc nào ạ? Anh Sơn ơi, âm nhạc nhỏ tôi chia sẻ điều này. Bây giờ thế này, với tình cảm của anh em mình, em sẽ giúp anh mà anh chắc chắn đá sẽ trúng. Chờ em. Anh cứ làm phát nó vào. Anh Sơn ơi, đá đi em đây. Đá đi em đây. Còn 3 quả nữa. Tất nhiên. À, chuyển chân à. Chuyển trụ à. Đốt trái này. Thưa quý vị và tất cả các bạn, chúng ta đang đến với phần đá vào 5 gôn một lúc mà vẫn trượt như thường. Mời anh. Mời ba đội đứng hàng ngang. Mời ba đội. À chết, mời hai đội. Thưa quý vị, các bạn thân mến, thứ nhất là tôi cảm thấy rất là phấn khích thực sự. Tôi cảm thấy không khí của chúng ta như đang trong một sân vận động, như đang một trận chung kết. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn VTV6, Đài Truyền hình Việt Nam đã tạo ra một không khí như này, tạo ra một chương trình tuyệt vời thế này. Một tràng vỗ tay thật lớn cho V6 của chúng ta. Xin cảm ơn các bạn. Và bây giờ, với những gì mà chúng ta vừa xem, vừa thi đấu, xin mời anh Khánh công bố kết quả. Đội thắng đã thuộc về đội nghệ sĩ, bởi vì họ sút ít hơn. Anh Bác ơi, anh. Đội nào thắng? Đội nghệ sĩ thắng đúng không? Mang quà ra đây cho tôi. Quà đâu? Quà của chương trình đâu? Mang đây cho tôi. Ba em, chỉ còn thiếu 3 chữ ký của các em là quả bóng này sẽ đầy đủ tên của đội mình. Được chưa nào? Tặng một
Vâng, thì trong giây lát nữa thôi, trái bóng này sẽ được chuyển lên khán đài. Và khán đài nào mới là quan trọng anh Bắc ơi? Luật là như thế nào để anh Bắc nhỉ? Bên nào cổ vũ sôi động hơn đúng không ạ? Tôi đề nghị chị Diễm Quỳnh bỏ tay xuống. 3, 2. Các bạn sẽ trao cho đại diện đội nghệ sĩ. Đúng rồi, trao cho chị Thu Phương, đại diện đội nghệ sĩ. Chị Phó chữ ký. Chết rồi. Trao cho khán giả. Cái này là khán giả. Bên nào cổ vũ sôi động hơn? Bây giờ anh chỉ có đo xem đôi bên nào sôi động hơn thôi. Anh tính ba bên đi xem bên nào sôi động hơn. Tôi xin lỗi nhưng mà tặng chị Phương rồi, ai lại đòi lại. Tôi có một trái bóng đặc biệt dành cho khán giả đây. Đã có đầy đủ chữ ký rồi. Tất cả bên phải của tôi hô Việt Nam nhá. 2, 3. Bên kia thế nào? Nhớ vô địch nhá. Bên này. Việt Nam. Rất tuyệt vời. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và trái bóng này, ba bạn ký chưa? Chưa kịp ký à? Em ký vào đi. Bây giờ, vào giờ phút này, phía khán giả nào im lặng nhất tôi sẽ tặng. Mất trật tự. Im lặng tôi sẽ tặng. Ôi mình nói phần. Im lặng tôi sẽ tặng. Khán giả vẫn đang rất chờ đợi anh Bắc ạ. Tôi đề nghị bạn là bạn Khánh Vân, bạn có thể truyền thông điệp đến cho những ai đang tương tác trực tiếp với Trang ấy, là nếu bạn nào tương tác có một câu hay nhất hoặc tương tác nhiều nhất, tôi sẽ tặng một trái bóng với đầy đủ chữ ký của nhóm Táo Quân. Cũng là một món quà rất là đặc biệt đúng không ạ? Và chúng ta sẽ dành món quà này ở phần sau của chương trình. Và chúng tôi cũng muốn nói với các bạn khán giả là hiện giờ thì cổng bình chọn cho hai đội của chúng tôi đã ngắt rồi. Và đến cho đến thời điểm bây giờ thì chúng tôi đã nhận được gần 55 lượt bình luận của tất cả khán giả. Vâng, có rất nhiều khán giả vẫn đang liên tục bình luận và chia sẻ cùng với chúng tôi. Và quý vị và các bạn thân mến, một lần nữa chúng ta cùng chúc mừng cho đội nghệ sĩ với một chiến thắng tạm thuyết phục ngày hôm nay. Xin được chúc mừng đội nghệ sĩ. Và các bạn khán giả thân mến, chúng tôi vẫn đang mong muốn nhận được tất cả những bình luận, những chia sẻ của bạn qua trang fanpage của chương trình. Hơn 55.000 bình luận rồi ạ. 35.000 lượt yêu thích. Hơn 1 triệu người đã chạm tới chương trình ngày hôm nay. Và quý vị các bạn thân mến, bên cạnh việc mang đến cho khán giả một trận bóng vô cùng hấp dẫn, thì Khánh Vân cũng xin chia sẻ một thông tin vui liên quan đến một món quà đặc biệt của đội tuyển U23 dành tặng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt tuyên dương tại trụ sở Chính phủ sau khi đội tuyển đã giành chiến thắng lịch sử đoạt danh hiệu Á quân giải vô địch U23 châu Á tại Thường Châu, Trung Quốc. Và vừa qua thì Thủ tướng đã đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức đấu giá rộng rãi quả bóng và chiếc áo đấu của đội tuyển U23 Việt Nam. Kinh phí thu được qua việc đấu giá sẽ dành tặng các gia đình người có công với cách mạng và các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Việc đấu giá quả bóng và áo thi đấu của đội tuyển U23 Việt Nam sẽ được triển khai trong thời gian trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất. Thủ tướng sẽ trực tiếp ghi lưu bút vào các món quà trên. Đây là sự kiện đặc biệt thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến công tác chăm sóc người có công và những người có hoàn cảnh khó khăn. Dự kiến mỗi món đồ sẽ có giá khởi điểm là 1 tỷ đồng. Và hy vọng quý vị khán giả sẽ tham dự sự kiện này cùng với chúng tôi. Vâng, và các bạn thân mến, sau một mùa giải thì dù ngắn hay dài, dù kết quả của chúng ta có như thế nào đi chăng nữa, thì các cầu thủ vẫn luôn khao khát được trở về trong sự chào đón của người hâm mộ. Và đặc biệt khi những ngày Tết đang đến gần, thì không chỉ những chàng trai trẻ đang có mặt ở đây, mà bất cứ ai cũng mong muốn được trở về trong vòng tay của gia đình. Và ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi hòa vào một giai điệu đầy cảm xúc của ca khúc Đi Để Trở Về qua giọng hát của ca sĩ
Thu Phương và Vũ Cát Tường. Tôi đang ở một nơi rất xa, nơi không có khói bụi thành phố. Trở thành cầu thủ chuyên nghiệp là dấu mốc quan trọng cho cuộc đời của những cậu bé đam mê trái bóng và cũng là chặng khởi đầu của một con đường không bằng phẳng, đầy mồ hôi, những giọt nước mắt và cả sự hy sinh.
chơi bóng đá là một nghề nghiệp, nhưng là một nghề nghiệp đặc biệt khi mà tuổi nghề của mỗi cầu thủ đỉnh cao chỉ vào khoảng từ 10 đến 15 năm. Trong suốt quãng thời gian ấy, có những giây phút vỡ òa trong chiến thắng, nhưng cũng có những đôi chân chịu không ít những sức mẻ. SEA Games 18 năm 1995, bàn thắng vàng của tiền đạo Trần Minh Chiến đưa đội tuyển Việt Nam vào chung kết, đánh dấu bước ngoặt để bóng đá Việt Nam vươn lên top 3 Đông Nam Á cho đến thời điểm hiện nay. Bàn thắng ấy, trận đấu ấy, giải đấu ấy là một vết son không thể quên trong sự nghiệp cột đùi áo số của Trần Minh Chiến. Thế nhưng trong bóng đá, vinh quang đôi khi đi kèm với sự nghiệt ngã. Trần Minh Chiến chia tay sự nghiệp vì chấn thương năm 1996 khi mới 22 tuổi, tức là vẫn chưa chính thức bước vào cái độ chín của sự nghiệp thi đấu. Nỗi ám ảnh về những chấn thương, ám ảnh về cảm giác sẽ không có cơ hội trở lại với bóng đá, luôn song hành cùng mỗi phút giây chạy trên mặt cỏ. Cựu tuyển thủ Nguyễn Hồng Sơn có khoảng thời gian thi đấu đỉnh cao dài hơn so với đồng đội Trần Minh Chiến. Nhưng trong suốt những năm tháng ấy, anh 4 lần lên bàn mổ, 3 lần mổ chấn thương đầu gối, 1 lần mổ chấn thương mũi. Rất nhiều những cái tên khác như Nguyễn Văn Sĩ, Tạnh Bảo Khanh, Văn Sĩ Hùng, Đặng Thanh Phương vì những chấn thương đã không thể cống hiến hết khả năng của mình vì màu cờ sắc áo. Trước vòng chung kết U23 châu Á diễn ra, những giọt nước mắt cũng đã rơi trên sân tập của các cầu thủ U23 Việt Nam khi Tuấn Anh, Minh Vương, hai cái tên nhận được rất nhiều sự kỳ vọng của ban huấn luyện và người hâm mộ gặp phải chấn thương và trở thành những người lỡ hẹn. Hiện tại họ đang nỗ lực tập luyện từng ngày để trở lại và cơ hội vẫn mở ra trước mắt những người lỡ hẹn trẻ tuổi. Với đa số khán giả, chắc có lẽ không khó để hiểu tại sao các cầu thủ lại có thể vượt qua hết chấn thương này đến thử thách khác như vậy. Rằng tất cả các cầu thủ, ngoài sự hy sinh đó ra, chúng tôi mong muốn được dành đến các cầu thủ một lời cảm ơn sâu sắc nhất. Rất mong muốn các cầu thủ sẽ luôn luôn giữ vững được sức khỏe, vẫn luôn luôn cháy mãi niềm đam mê với trái bóng tròn. Bởi vì nhờ có tình yêu với trái bóng tròn mà các bạn đã có thể truyền cảm hứng đến hàng triệu người dân Việt Nam để thấy rằng không chỉ có tình yêu với trái bóng tròn mà dân tộc Việt Nam vẫn luôn luôn đoàn kết để cùng nhau sẻ chia những niềm tự hào cùng với dân tộc. Và thay lời muốn nói, ngay bây giờ chúng tôi rất mong muốn được dùng những giai điệu của âm nhạc để dành tặng đến cho tất cả các cầu thủ của chúng ta một ca khúc rất tuyệt vời, rất ý nghĩa, cảm ơn tình yêu. Thank you.
biệt. Tôi nghĩ rằng đây là một trong những cuộc giao lưu đặc biệt nhất mà các cầu thủ đã trải qua. Họ đã được chơi bóng, họ đã được hát. Sau ngày hôm nay, các cầu thủ của chúng ta, nhiều cầu thủ sẽ trở về nhà, trở về câu lạc bộ của mình ngay trong đêm nay để tiếp tục công việc tập luyện vào ngày mai. Cuộc sống sẽ trở lại bình thường. Tuy nhiên, có một thứ đã không bao giờ thay đổi nữa, bởi vì bây giờ, sau chiến công của U23 Việt Nam, họ đã trở thành một hình ảnh hoàn toàn khác trong mắt người hâm mộ, đặc biệt là những em bé hâm mộ trẻ tuổi. Bây giờ, với những chiếc áo, với những cái tên Xuân Trường, Quang Hải, Đức Trinh ở trên lưng, sẽ hướng về tương lai và nhiệm vụ của em, của những cầu thủ U23 bây giờ đã rất là khác rồi. Và bây giờ sẽ là những lời nhắn nhủ của người hâm mộ muốn gửi tới đội tuyển U23 Việt Nam. Bao giờ cũng vậy, cái vinh quang nó cũng có những cái đằng sau đó, nhưng cái quan trọng là các em đối diện với cái điều đó nó như nào. Điều quan trọng nhất với một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp ấy, đó phải là bóng đá, phải đá bóng, phải để chơi bóng, và những cái bên ngoài chỉ là cái hỗ trợ thôi. Chúng ta chơi bóng tốt, chúng ta bóng hay, đá bóng cống hiến cho khán giả, đến cho đất nước, những cái gì đến nó sẽ đến. Và tương lai tôi nghĩ rằng là có thể chúng ta cũng không hỏa hào hiền quá, đạt được hai điều thành công thì các bạn ấy bước qua rất nhiều khó khăn. Các bạn ấy luôn luôn cố gắng, tất cả mọi cầu thủ phải luôn luôn cố gắng, hãy luôn luôn đứng trên đôi chân của mình, và bằng cách là tập luyện và thi đấu và khẳng định những gì mà trẻ em làm được. Các bạn đã làm cho chúng tôi rất sung sướng, các bạn đã làm cho chúng tôi vô cùng phấn khích và vỡ òa trong cảm xúc. Chúng tôi rất khâm phục ngọn lửa chiến đấu của các bạn. Hãy cố gắng lên. Tất cả chúng tôi đang chờ đợi những chiến công tiếp theo của các bạn, và hãy cố gắng lên vượt qua những khó khăn thử thách cả trong trận đấu lẫn trong cuộc sống. Và hôm nay các bạn sẽ khép lại cái hành trình rất là thành công của U23 châu Á. Hy vọng là các bạn sẽ mang lại cho chúng tôi rất là nhiều niềm vui tiếp theo trong cái hành trình sắp tới của các bạn. Chúc cho các bạn có những đôi chân khỏe và cái đời rất là lạnh, để coi như làm được những điều kỳ tích hơn nữa. Hôm nay tại sân vận động Mỹ Đình, em muốn gửi lời nhắn của mình tới các cầu thủ U23 Việt Nam. Em hy vọng các anh không vì sự nổi tiếng của mình mà đánh mất đi bản thân. Em chúc các anh luôn khỏe mạnh, đẹp trai, thành công trên những chặng đường tiếp theo của mình. Em rất yêu đội tuyển U23 Việt Nam. Em yêu tất cả 23 cầu thủ. Và em yêu tất cả các cầu thủ của U23. People so low.